Một trong những điều đáng mừng nhất của giải Việt giã tỉnh Nghệ An năm nay là số lượng vận động viên tham gia rất đông, gần 200 vận động viên đến từ các huyện, thị, thành, ngành trong toàn tỉnh. Thi đấu ở hai nội dung là nữ 3.000m và nam 5.000m để tranh giải cá nhân và đồng đội. Đây là các vận động viên được tuyển chọn từ các giải Việt giã cấp cơ sở. Qua đó có thể đánh giá quá trình luyện tập môn Việt giã và các bộ môn thể thao khác tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh. Mặt khác, đây cũng là giải đấu rất quan trọng để lựa chọn những gương mặt vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển điền kinh của tỉnh. Từ những cái này thì phong trào phát triển và cái ý thức tập luyện của mọi người rất tốt hơn, thì tạo được một cái nền móng rất là vững chắc cho cái công tác tuyển chọn. Cũng như điền kinh thì một số huyện cũng làm rất là tốt. Ví dụ như vừa rồi chúng ta có vận động viên Khá Thanh Trúc, những vận động viên đó cũng thi đấu cái đại hội cũng là rất là thành công. Có thể nói, những vận động viên điền kinh xuất sắc của Nghệ An ở thời điểm hiện tại như Nguyễn Đình Vũ hay Tô Thị Nga cũng đã được phát hiện và trưởng thành chính từ những giải chạy Việt giã như thế này. Đây cũng là những tấm gương để các vận động viên trẻ hôm nay tiếp bước và noi theo. Cũng không có gì lạ khi những vận động viên trẻ giành được thành tích xuất sắc tại giải năm nay đều đến từ các miền quê còn nghèo khó. Ý chí vươn lên mạnh mẽ chính là hành trang để giúp các em thành công trên con đường chinh phục những chặng đường phía trước. Trong các tới thể dục, cô cho nhắc em chạy đó là cô buổi chiều cô ra bài tập về nhà. Cô thường ngày cô tập cho nhắc con, nên là đến khi cô không tập cho nhắc con được, nhắc con tự lập để có được kết quả cao, có nỗ lực hết mình. Cái vận động viên này là đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tứ ở các cái cự ly ở cấp huyện. Và sau đó chúng tôi thành lập đội tuyển cấp huyện và tập luyện tại cơ sở. Đấy, thì tất cả là ở cơ sở là có 10 huấn luyện viên cho cái đội tuyển này, chứ không phải là chắc tôi huấn luyện viên. Tôi là người huấn luyện viên trưởng, cho các ở cơ sở là 10 huấn luyện viên, có nghĩa là một kèm một, một kèm hai, một kèm ba, cho nên mới có cái thành tích này. Và trong thi đấu thì chúng tôi luôn luôn động viên và luôn luôn uốn nắn những cái kỹ thuật cho các vận động viên. Sẽ chẳng có chặng đường thành công nào trải bước trên hoa hồng, và bàn chân của những vận động viên Việt giã trần đất cũng thấm đau vì những mũi gai. Nhưng sự đam mê, lòng kiên trì cùng sự quan tâm của các huấn luyện viên của ngành thể thao tỉnh, chắc chắn những giải đấu như thế này sẽ giúp cho những tài năng điền kinh trẻ của xứ Nghệ được phát hiện và nuôi dưỡng. Để đến một ngày không xa, các em sẽ là những vận động viên điền kinh xuất sắc đem vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà.